Bạn là học sinh, sinh viên, người đi làm mới làm quen với tiếng Trung. Bạn mất gốc tiếng Trung, muốn củng cố lại phát âm, nền tảng kiến thức, cải thiện khả năng giao tiếp. Bạn quá bận rộn, muốn tiết kiệm thời gian, chi phí học tiếng Trung. Đừng lo lắng, khóa học nhập môn trực tuyến qua Zoom chính là khóa học dành riêng cho bạn. Khóa học gồm 10 buổi kéo dài trong 21 ngày, bắt đầu từ các buổi học phát âm tiếng Trung sao cho chuẩn Bắc Kinh, xây dựng phương pháp học làm nền tảng vững chắc cho quá trình học tiếng Trung sau này, giúp học viên bước đầu làm quen với tiếng Trung, chữ Hán. Ngoài ra, trong quá trình học thì giáo viên cũng sẽ chia sẻ thêm những kiến thức liên quan đến văn hóa, cuộc sống tại Trung Quốc, truyền cảm hứng và tạo động lực cho học viên. Và sau 21 ngày, bạn sẽ đạt được những gì? Phát âm chuẩn 99% Bắc Kinh, biết đọc chữ Hán thông qua hệ thống phiên âm, tự tin sử dụng và tăng khả năng phản xạ tiếng Trung, làm quen và hình thành tư duy học tiếng Trung, học thêm một ngoại ngữ, sống thêm một cuộc đời. Hãy để Alpha giúp bạn thực hiện giấc mơ chinh phục tiếng Trung nhé!